Vâng, có hơn 100 triệu thôi, tội gì mà phải đi những chiếc xe đời thấp làm gì. Đời cao luôn, đời 2012, giá rẻ và form dáng thì rất là đẹp cho anh em. Và ngày hôm nay thì bà con nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe 5 chỗ ngồi đấy, ở cái phân khúc xe hạng A đô thị như thế này, nhỏ gọn xinh xinh và khá tiết kiệm nhiên liệu cho bà con, lành, bền và tiết kiệm, đời cao, giá rẻ, thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý dành cho bà con. Quý khách hàng nào đang có nhu cầu về chiếc xe này thì ngày hôm nay tôi đang sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc xe, đó là một chiếc Chevrolet Spark, thương hiệu đến từ Mỹ. Thường thường thì khi nói đến Chevrolet Spark thì chúng ta thường nghĩ đến những chiếc xe đời 2010, 2009 mà form của nó thì hơi xấu xấu một tí. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đang sẽ giới thiệu đến cho bà con một chiếc xe đời cao 2012 và form dáng của nó thì lên form mới rất đẹp. Form này thì thường thường anh em gọi là cái form gọi là form siêu nhân, vì nhìn nó như là một anh siêu nhân, cứ khúc khỉu rồi là đường nét khía cạnh rất là đầy đủ. Bà con có bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho tôi đang có tuổi phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và tôi đang rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để chạy thử, trải nghiệm về tất cả những cái dòng xe. Ở nhà em thì chuyên mua bán, cung cấp, kinh doanh, ký gửi tất cả những cái dòng xe mà nó rẻ rẻ tiền thôi, chứ không có những cái dòng xe tiền tỷ, tiền vài trăm, nó chỉ có tầm 300 đổ lại thì khá là nhiều. Và đặc biệt là những cái dòng xe mà hơn 100 triệu thì nhà em cũng khá là nhiều. Rất phù hợp cho những bà con nông dân hay những anh công nhân muốn một cái xe đi lại hay tránh mưa tránh nắng, hay là những anh em nào mà muốn khởi nghiệp thì ở nhà em cũng có những chiếc xe khởi nghiệp để cho các bạn mua về chạy dịch vụ, đúng không ạ? 15A04975 là biển số của chiếc xe này, và cái giá bán của nó thì bên em đang bán là 136 triệu đồng. Bên em sẽ bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ cho anh em về cái thủ tục vận chuyển. Và chiếc xe thì anh em thấy đây, form của nó đây, nó cứ hình khúc khỉu như năm anh em siêu nhân ấy. Đèn của nó cũng rất là đẹp, đó đèn nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Đèn nguyên zin nhá, nó có ố nhưng mà ố đều như nhau, và mặt ca lăng của nó thì cũng khá là đẹp. Đăng kiểm thì khá là dài, tận tháng 1 năm 2023. Dàn lốp của chiếc xe thì cũng tương đối là dày này các bạn thấy, tương đối là dày luôn, rất đẹp cho anh em, rất xịn sò, rất ok để cho các bác sử dụng. Vâng, bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em. Ở cái phần đuôi xe, đuôi xe thì anh em thấy cái phần hệ thống đuôi gió hay những cái đèn của nó tạo một cái form cũng khá là khục khuỳnh và khá là đẹp để cho bà con. Hệ thống đèn hậu của nó này, đèn hậu của nó thì khá là ok cho anh em này. Đèn hậu của nó khá là ok. Với cái giá chỉ 136 triệu đồng thôi thì để kiếm một chiếc xe Moling hay là i10 hay là ấy thì nó hơi khó, nhưng để kiếm một chiếc xe Spark như thế này và form thì khá là mới, đúng không ạ? Moling các bạn chỉ kiếm được những cái form cũ thôi, không thể kiếm được những cái form mới. Và xe của nó thì nó rất là zin, tất cả những cái cua lốp của nó không có dấu hiệu gì mục mọt, không có hiệu gì mục mọt các bạn nhé. Khá là ok này, nốt dép của nó thì cũng còn 60-70% nữa. Và ở bên trong xe thì các bạn thấy được đây, nội thất chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da. Thực ra thì cái dòng Spark này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Cửa phía sau này, tôi là anh sẽ mở hết cửa ra để quay cho nó sáng cho mọi người có thể là dùng cách là nó yên tâm hơn. Thì mở bằng chìa khóa này xem. Chúng ta sẽ cùng xem về tất cả mọi thứ của chiếc xe này một cách sáng sủa hơn và rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp, đúng không ạ? Bà con có thể nhìn thấy đây. Đấy, rất là đẹp cho anh em này. Về nội thất chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da. Nói chung chiếc xe này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, nhưng mà chất lượng của nó thì khá là ổn định. Trang bị màn hình đầy đủ nhé. Tất cả hệ thống táp lô táp ly của chiếc xe thì khá là đẹp cho anh em. Tất cả keo chỉ của nó khá là ok để anh em có thể sở hữu nó này. Tất cả cái đường chỉ của nó là đường chỉ zin. Đường chỉ zin và cột kèo nguyên bản. Cột kèo nguyên bản này, tất cả mọi thứ của nó là rất là ok. Tất cả những cái con ốc bản nè của nó thì khá là đẹp đây. Tất cả này, chưa có lốp vặn. Chưa có lốp vặn gì. Tất cả phía sau thế. Kính sau của nó thì vẫn là quay tay nhé, quay tay. Con này nó là bản thiếu thôi, chưa được bản đủ thì nó sẽ có túi khí và kính điện đầy đủ. Con này thì nó là một trong dòng xe mà nó đã qua dịch vụ taxi ra. Và nó là bản thiếu thôi, nhưng mà xe của nó không lỗi nhá.
Đây, em khẳng định taxi như con này nó không lỗi, keo chỉ zin hết. Đấy, keo chỉ zin này. Đấy, rất là đẹp cho anh em. Keo chỉ zin hết nhé. Tất cả những cái khuy ốc cánh cửa này các bạn đã thể hiện được cái là con xe nó chưa có đâm đụng, chưa có tháo lắp gì. Đấy. Tất cả mọi thứ của chiếc xe thì anh em thấy được nó còn khá là ổn định và rất là ok cho bà con. Đấy, bà con cô bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe đó thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Gầm bệ của nó thì khá là chắc chắn rồi. Đấy, khá là ok rồi. Đấy, gầm bệ của nó thì anh em có thể nhìn qua đây, con này bảo Tuấn Anh nói điêu, tất cả đều rất là đẹp và rất sạch sẽ luôn. Con này thì biển Hải Phòng một chủ nhá. Biển Hải Phòng đời 2012 số sàn. Đấy, con này 1.0. Đấy, spark thì thường thường là 1.0 thì khá là nhiều. Đấy, tất cả đều rất là yên tâm cho anh em bà con. Đấy, keo chỉ của nó thì khẳng định với các bạn là keo chỉ của nó zin, keo chỉ của nó zin 100%, zin 100%. Tất cả con ốc bản lề của nó thì khá là đẹp. Đấy, anh em thấy đấy. Đấy, quý bà con, cô bác anh chị em nào có nhu cầu về cái chiếc xe spark này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Đấy, tất cả những con ốc bản lề của nó này, tuy nó là taxi thật nhưng con này thì nói thật với các bạn là nó còn khá là zin, cả nó chấp hết, zin hết so với cái dòng xe gia đình luôn. Đấy, em khẳng định nó zin hết so với cái dòng xe gia đình. Đấy, tất cả cái đường chỉ của nó này, nếu có xe gia đình nó không chắc nó được đẹp như này đâu, nói thật với các bạn là như thế, đúng không ạ? Đấy, vô lăng của nó thì cũng khá là ok, và dòng spark form mới thì có cái đồng hồ ở hiển thị ở trên đây thì nó khá là đẹp. Đấy, máy số thì đại chất luôn, thêm cả màn hình Android. Đấy, thêm cả màn hình Android. Đấy, thêm cả màn hình Android nhé. Hệ thống cam lùi. Đấy, cam lùi không biết là có không. Đấy, con này thêm cả hệ thống cam lùi này. Đấy, con này thì chưa có cam lùi nhưng nó có màn hình Android rồi. Nếu như chúng ta gõ vào đây thì chúng ta sẽ có được cái phần rất là ok. Nói chung cái màn hình này thì anh em có thể cắm USB vào để nghe nhạc, nghe nhiếc thì thoải mái. Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì khá là ổn định luôn. Đấy, rất ok cho mọi người, đúng không ạ? Rất ok cho mọi người. Tất cả hệ thống kính điện của nó thì con này thì nó chỉ có hai kính phía trước là điện thôi, hai kính phía sau thì nó là quay tay. Đấy, chứ khóa quay tay thì vận may sẽ đến. Đấy, các bạn nhé, chỉ khóa quay tay thì vận may sẽ đến thôi. Đây các bạn nhìn thấy đây, tất cả những cái phần ốc của nó này, nó tuy nó là taxi nhưng thực ra để kiếm một con xe mà nó còn nguyên zin như thế này thì nó khá là ok. Xe thì chỉ được cái là chạy nhiều thôi chứ không phải là suy nghĩ gì cả. Hệ thống điều hòa của nó thì cực kỳ là mát luôn. Cực kỳ là mát luôn, và tất cả hệ thống của nó khá là sạch sẽ và rất là đẹp. Trần của nó thì trần là 5D. Thực ra thì người ta chạy taxi nhiều thì những cái phần trần này nó hay bị bẩn, và để mà kiểm tra nó rộng rãi hơn thì đây, cái phần này nó khá là đẹp cho anh em. Đấy, bà con cô bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em nhé. Giờ chúng ta sẽ mở cái phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy của chiếc xe, xem chất lượng máy của nó thế nào, đúng không ạ? Đơn giản chỉ là một chiếc xe mà nó như thế này thôi thì em nghĩ là nó cũng khá là hợp lý để cho bà con sử dụng. Đấy, đây phần gầm của nó đây. Chúng ta xem cái phần máy của chiếc xe. Đây là phần khoang máy chiếc xe thì trang bị được khối động cơ 4 máy liền. Tất nhiên thì nó là 1.0 như 4 máy thì nó rất là khỏe, chạy nó không bị rung giật khi chúng ta lổ máy lên. Đấy, đơn giản chúng ta để máy này đã không thấy độ rung giật rồi. Máy thì nó đã qua căn chỉnh rồi, Đấy, rất là khô ráo luôn, không có bị ngấm gì dầu, rõ dầu gì cả. Đấy, đặc biệt là cái phần cabo của chiếc xe nó còn nguyên. Đấy, tất cả là rất xịn sò, rất là đẹp cho anh em. Đấy, cabo của nó khá đẹp. Đấy, tất nhiên thì không có đâm đụng tai nạn gì. Đấy, không có bị hơi thừa hơi tiếc thì các bạn nhé. Máy lổ khá êm luôn. Cái này này máy lổ khá êm luôn. Đấy, êm hơn Moling. Tội gì mà phải đi Moling với giá chỉ có 136 triệu thôi. Đời cao giá rẻ, hệ thống đèn của nó vẫn là sáng nhé. Vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đã giới thiệu cho anh em về một cái chiếc xe đời cao giá rẻ, đó là một chiếc xe Chevrolet Spark 2012 số sàn 1.0. Một chiếc xe mà mang lại chúng ta nhiều cái, thật là nhiều cái luôn. Đời cao này, giá rẻ này, tiết kiệm nhiên liệu và rất là bền lành, trang bị full đồ chơi. Quý bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe như thế này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để chúng ta sử dụng. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.